tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, từ 48 đến 60 tuổi, gặp đại họa, hay trời cho lộc, may mắn, giàu có, hay biến động thế nào? Vâng thưa quý vị, sống ở trên đời, chắc hẳn ai cũng mong muốn mình và người thân sẽ nhận được nhiều nhất những điều tốt đẹp, có đúng không ạ? Thế nhưng thực tại lại là hung cát đan xen, âm dương song hành, có đỏ có đen, có hưng có thịnh, đại hạn là điều không ai muốn, nhưng đó lại là con đường đi song song với vận mệnh của con người. Tôi đoán có lẽ có nhiều tín chủ tuổi Bính Thìn ở đây đang lâm vào đường cùng tắc lối, khổ sở trăm bề, chưa suy sụp vì đại hạn, nhưng quá khổ vì chữ tiền. Nào là tiền lo cơm ăn ba bữa, tiền lo sinh hoạt phí, cưới hỏi, ma chay, rồi tiền lo trả nợ, tiền xây nhà, tiền lo cho con cái học hành, tiền chữa bệnh cho cha mẹ già. Tất cả như con thú dữ gặm nhấm cuộc đời của Bính Thìn, hiểu được nỗi thống khổ đó các nhà tử vi học hàng đầu phương Đông đã hợp lực luận giải và đưa ra lá số tử vi dành cho tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, từ năm 48 tới 60 tuổi, để tín chủ có thể biết trước được vận trình cuộc đời của mình, từ đó có cơ hội lội ngược dòng, phất lên giàu có, khiến nhiều người phải trố mắt ngạc nhiên. Vậy cụ thể diễn ra như thế nào? Mời quý vị hãy cùng theo dõi luận giải chi tiết qua lá số tử vi dưới đây. Tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, từ 48 tới 60 tuổi, gặp đại họa, hay trời cho lộc, phát tài rực rỡ. Bính Thìn số mạng như này, đại khê nước lớn chảy về thiên nhiên, thu đông sinh thuận mới yên, thanh nhàn sung sướng sáng kiến nhiều bề. Xuân hạ lỗ số bị chê, giàu có làm đặng công thần cũng lo, xét qua trong đạo vợ chồng, hoa thơm hương mị trăng vòng tròn hương, chẳng qua gãy gánh giữa đường. Duyên sau chắc nối mới yên ra đàng, tiền bạc làm có trong tay, ba chìm bảy nổi đổi thay gia đình, số phải xa mẹ khắc cha, tha phương lập nghiệp tiền tài thành hưng. Trước tiên xin được tâm sự với Bính Thìn đôi điều. Quý vị thân mến, cột mốc 50 có thể được coi là có tuổi rồi. Ở Việt Nam, có nhiều người khá cẩn trọng khi bước vào giai đoạn này của cuộc đời, bởi đây là cột mốc quan trọng đánh dấu nhiều thay đổi, cả về cảm xúc, lẫn thể chất. Ở tuổi này, việc lên kế hoạch để rèn luyện sức khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần là rất quan trọng. Bởi việc chăm sóc sức khỏe bản thân cũng giống như trồng một cái cây, nếu được tưới mát và chăm bẵm mỗi ngày, phần gốc rễ này sẽ lớn mạnh, để có thể giúp cây sống khỏe. Thế nên cho dù mỗi ngày có bận rộn, tín chủ cũng nên duy trì thường xuyên việc tập luyện thể dục thể thao. Để duy trì sức khỏe tinh thần luôn tốt thì tín chủ cần giữ suy nghĩ tích cực trong mọi chuyện, luôn mở lòng với mọi người và giúp đỡ những người xung quanh khi có thể. Bên cạnh đó, mỗi lúc phải đối diện với những vấn đề gây ra quá tải cho bản thân, tín chủ nên dừng lại một chút và làm những việc giúp tinh thần thoải mái trở lại trước khi suy nghĩ đến phương án giải quyết. Ngoài ra, việc bắt đầu một sở thích mới đôi khi cũng giúp tinh thần tín chủ thêm tươi trẻ khi bước vào tuổi trung niên. Chẳng phải việc đi du lịch khắp nơi, làm những món bánh mình thích, học một nhạc cụ mới hay bỏ phố về vườn cũng là cách sống đời tự do hay sao? Đến độ tuổi 60, tín chủ sẽ phải chứng kiến nhiều biến động trong các mối quan hệ. Một số người gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc bố mẹ già. Một số người lại cảm thấy con cái trưởng thành quá nhanh và không tìm được tiếng nói chung. Một số khác lại rơi vào cảnh cô đơn khi không có ai bên cạnh. Không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, thế nên cách tốt nhất vẫn là tín chủ nên vun đắp cho những mối quan hệ từ hôm nay. Đối với những người thân trong gia đình, tín chủ nên duy trì việc giao tiếp thường xuyên với nhau. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc tâm sự, chia sẻ cảm xúc hay đi du lịch cùng nhau. Có như vậy các thành viên mới thêm thấu hiểu và sợi dây kết nối gia đình sẽ thêm bền chặt. Khi gia đình hạnh phúc, tinh thần và cuộc sống của ta cũng trở nên tự do và tươi mới hơn. Đối với các mối quan hệ xã hội cũng vậy, ở bất cứ thời điểm nào trong đời, tín chủ cũng cần có bạn bè. Ở tuổi trung niên chúng ta cũng cần những bạn bè đồng lứa để có thể chơi cùng và chia sẻ những vấn đề tương tự nhau. Vì thế, việc duy trì và liên tục bồi dưỡng với bạn bè tốt ở tuổi trung niên cũng rất quan trọng, đáng để tín chủ phải để tâm và đầu tư thời gian. Ít nhiều trong chúng ta đều có cảm giác ngại ngùng hoặc khó chịu khi phải sống phụ thuộc vào một ai đó. Khi bước vào tuổi trung niên, với tính tình có phần thay đổi, có thể tín chủ càng khó chịu hơn nếu phụ thuộc hoàn toàn vào việc chăm sóc của con cái. Vì thế độc lập tài chính tuổi trung niên là phương án chuẩn bị tốt nhất cho mỗi tín chủ. Quý tín chủ tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 thân mến, sau đây là vận trình cuộc đời của tín chủ từ năm 48 tới năm 60 tuổi. Người tuổi Bính Thìn từ 48 tới 60 tuổi có nhiều biến động, cuộc sống sẽ gặp khó khăn ở tuổi 49. Tuy nhiên nếu ăn ở có phúc, sống hiền lành, chịu thương, chịu khó thì vẫn phất lên giàu có bình thường. Vậy cụ thể diễn biến từng năm như thế nào? Mời Bính Thìn cùng theo dõi ngay sau đây. Đầu tiên, Bính Thìn 48 tuổi, xét về ngũ hành, nam mạng tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, cụ thể là sa trung thổ,
xung khắc nhẹ kim bạch kim của năm Quý Mão, thiên can bính, tương hợp với quý của năm 2023. Để vận trình năm tới đạt được nhiều thành công như mong đợi, bản mệnh cần cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa. Trong năm, những thử thách gặp phải sẽ mang đến nhiều cơ hội cho quý anh phát triển. Trong năm 2023, tức năm 48 tuổi, vận trình cuộc sống của người sinh năm 1976 chịu tác động của sao Thủy Diệu và hạn Thiên Tinh, có sao Thủy Diệu phù trợ, là một dấu hiệu may mắn cho thấy năm Quý Mão sẽ là một năm chủ về tài lộc. Song bản mệnh cần cẩn trọng hơn trong các hoạt động ký kết để tránh tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân. Theo tử vi chọn đời, năm 2023 là năm bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội tốt cho hành trình phát triển sự nghiệp. Những hành trang mà quý nam đã tích lũy từ những năm trước, giờ đây đã tới lúc phát huy công dụng, thức thời và nhanh nhẹ. Bản mệnh luôn biết cách đón đầu và nắm bắt thời cơ, nhờ đó trong năm rất có thể sẽ được thăng tiến lên vị trí tốt hơn và mức lương thưởng cao hơn. Riêng với người làm ăn kinh doanh thì những lần hợp tác sắp tới sẽ mang lại khá nhiều nguồn thu hấp dẫn, phương diện sự nghiệp lên hương, kéo theo khía cạnh tài chính cũng khởi sắc rõ rệt, những nguồn thu mới liên tiếp được tạo lập, bản mệnh năm này gần như không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Người làm công ăn lương sẽ nhận được nhiều khoản thưởng nóng cho những nỗ lực của bản thân, người làm kinh doanh vận tài lộc trong năm cực vượng, lợi nhuận thu về từ hoạt động đầu tư nhìn hơn hẳn so với thời gian trước. Vận trình công danh tài lộc phát triển trọn vẹn, giúp đời sống gia đạo của Bính Thìn được ấm no đủ đầy và hạnh phúc. Sự cứng rắn và mềm mỏng đúng lúc giúp bản mệnh rất có tiếng nói trong gia đình. Bên cạnh đó, người sinh năm 1976 cũng chính là chỗ dựa vững chắc cho những thành viên trong nhà. Phương diện sự nghiệp phát triển phần nào khiến khối lượng công việc cũng tăng lên đáng kể. Cộng với đó, người tuổi Bính Thìn còn là một trong những kiểu người cực kỳ ham công tiếc việc. Vô hình mọi thứ đôi lúc khiến bản mệnh dễ quên đi việc dành sự quan tâm cho bản thân, bỏ bữa, ăn uống, không điều độ, sử dụng các loại thực phẩm có chứa ít chất dinh dưỡng, khiến tín chủ dễ mắc phải những vấn đề về tiêu hóa đường ruột. Mệnh chủ được khuyên nên có kế hoạch cân đối thời gian sống và làm việc khoa học hơn, bản mệnh có thể cân nhắc sử dụng thêm các loại thực phẩm chức năng bổ trợ để bổ sung các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Ngoài ra, trong trường hợp bắt buộc phải tham gia những buổi tiệc tùng liên hoan, nên đảm bảo không để bụng rỗng trước khi dùng bia rượu. Thứ hai, Bính Thìn khi 49 tuổi. Những người tuổi Bính Thìn khi bước sang năm 2024 sẽ phải đương đầu với tuổi 49. Chẳng vô cớ mà ông bà ta xưa lại có câu rằng 49 chưa qua, 53 đã tới, hay 49 bước qua 53 bước lại. Ở giai đoạn này, tin chắc là 10 người thì hết 9 người cảm thấy ớn lạnh, vì sẽ không ít những sự kiện lớn đầy thách thức được xảy ra. Nói chính xác là giai đoạn khổ nạn, ly hôn, thất bại, mất mát tài sản, ly tán, chia xa, phá sản, điều gì cũng có thể xảy ra, cho nên vận trình của Bính Thìn nói chung sẽ gặp phải những điều bất ổn và khó khăn. Tử vi Bính Thìn 49 tuổi cho biết, gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh nên làm ăn có thể không được như ý muốn, tiểu nhân quấy phá, tiền bạc cũng hao tán nhiều, thậm chí đưa tới cảnh trắng tay, quân sự không được lợi. Tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch là những tháng xấu nhất, tị nhất trong năm là màu trắng, và người tuổi này nên cẩn thận. Về mặt tình cảm cũng không được tốt, tín chủ có thiên hướng cô độc và rời xa cộng đồng, trong tình yêu người này không thuộc trường phái cống hiến. Đối với người thân trong nhà thì rất nghiêm khắc và lạnh nhạt, tín chủ luôn toát ra một cảm giác khó gần gũi. Về mặt sức khỏe thì dạ dày và da của tín chủ sẽ gặp nhiều vấn đề, có điểm họa huyết quang nên cần phải thận trọng, đặc biệt phụ nữ Bính Thìn ở giai đoạn này phải đối mặt với tiền mãn kinh, mãn kinh, khi đó họ dễ gặp các bệnh thông thường như cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản, hoặc bộc lộ nhiều bệnh tật như tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, thoái hóa khớp. Hầu như phụ nữ nào cũng phải đối mặt với tình trạng thay đổi tính tình, hay cáu gắt, hoa mắt, chóng mặt, rong kinh, kinh lúc có lúc không, đổ nhiều mồ hôi, đặc biệt là vào ban đêm. Một số phụ nữ còn gặp tình trạng nóng trong người, thỉnh thoảng có cơn bốc hỏa và cảm giác lạnh trong người xen kẽ. Từ 50 tới 60 tuổi, Bính Thìn có sự khởi sắc nhiều hơn, sự nghiệp có sự thay đổi mới như được chuyển công tác, được tăng lương thăng chức. Tuy công việc có chút vất vả, nhưng vận may sẽ đến với quý bạn vào khoảng thời gian cuối năm. Nếu biết nắm bắt và tận dụng cơ hội thì sự nghiệp sẽ phất lên như diều gặp gió, đạt được những thành quả như ý. Ngoài ra, quý bạn cũng nên chú ý xây dựng và cải thiện các mối quan hệ nơi công sở, bởi điều này sẽ giúp bản mệnh có thể tiến xa hơn nữa trên con đường công danh sự nghiệp. Tài lộc ở tuổi 50 của Bính Thìn khá thuận lợi, thu về được nhiều tiền bạc từ những nguồn thu nhập khác nhau, bản mệnh cũng có thể cân nhắc tới việc mở rộng kinh doanh, hùn vốn đầu tư để gia tăng thêm lợi nhuận. Tuy nhiên, quý bạn cũng cần đề phòng nguy cơ thất thoát tiền bạc, không nên quá tin tưởng vào người khác, kẻo tiền mất tật mang,
gia đạo khá tốt, đón nhận nhiều tin vui liên quan đến chuyện hỷ sự hoặc có thêm thành viên mới. Tuy nhiên hôn nhân trong thời gian này lại gặp chút vấn đề vì quá bận tâm với công việc, Bính Thìn không chú ý tới việc bồi đắp tình cảm vợ chồng, khiến hai người ngày càng xa cách, dành nhiều thời gian để quan tâm chia sẻ với bạn đời của mình, sẽ giúp cả hai có thể tháo gỡ khúc mắc và thấu hiểu nhau hơn. Ngoài ra, người tuổi Bính Thìn cũng nên tạm gác lại công việc để cùng gia đình đi du lịch, nghỉ ngơi, giúp tình cảm giữa những thành viên càng thêm gắn bó. Sức khỏe của tuổi Bính Thìn khá tốt, có thể mắc một số bệnh vặt nhưng rất mau khỏi, tuy nhiên bản mệnh vẫn nên thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. Khi cơ thể có dấu hiệu bất thường thì bạn nên đi khám để có thể phát hiện và điều trị kịp thời, tránh chủ quan khiến bệnh trở nặng. Nhưng lưu ý, năm này Bính Thìn có sao Thổ Tú chiếu mạng. Thổ Tú là một hung tinh thuộc hệ thống cửu diệu của niên hạn, không tốt cho cả nam và nữ giới. Tuy rằng ảnh hưởng của hung tinh này với Bính Thìn không đáng kể, nhưng quý bạn vẫn cần lưu tâm. Công việc làm ăn của bản mệnh có thể gặp phải một số trở ngại lớn, chưa thu về được những thành quả như ý. Không những vậy, xung quanh bạn còn xuất hiện kẻ tiểu nhân gièm pha phá hoại, khiến tinh thần của nam mạng dễ bất an lo lắng. Tín chủ Bính Thìn, sinh năm 1976, đặc biệt chú ý, sau đây là một số tai ương tín chủ có thể gặp từ năm 48 tới 60 tuổi, hãy chú ý theo dõi để tránh được nhé. Thứ nhất, tai ương. 1. Sự bất lực vì nghỉ hưu sớm. Khi gần 60 tuổi tín chủ có còn muốn tiếp tục làm việc không? Thực tế trong thời đại đề cao vật chất như ngày nay, ai cũng cần phải làm việc cho đến già, cùng nỗi lo cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên vì công việc có áp lực cạnh tranh rất lớn và thị trường lao động ngày càng nóng hơn, điều đó đồng nghĩa những người trung niên sẽ dần bị loại khỏi cuộc chơi. Đó là quy luật bất khả kháng ở công sở, khi mà năng lực, thành tích trình độ của tín chủ vẫn rất tốt, nhưng điều kiện sức khỏe và độ tuổi không còn phù hợp, thì đó là kết quả hiển nhiên. Tuổi trẻ mất việc, nhảy việc thì vẫn có thể từ từ chờ đợi các cơ hội mới, công ty này không tuyển thì tìm công ty khác vì còn có thể nương tựa gia đình, bạn bè, nhưng thất nghiệp tuổi trung niên thì là cơn ác mộng thực sự vì bản thân họ phải là chỗ dựa cho người khác, không thể vô ưu vô lo qua ngày. Đây chính là đại họa thứ nhất mà chúng ta phải học cách dần thích nghi và chấp nhận. Khi bước vào giai đoạn này, điều quan trọng là dù ở độ tuổi nào, tín chủ cũng phải giữ vững tâm hồn lạc quan, tiếp tục học hỏi và điều chỉnh bản thân ở trạng thái thích hợp nhất. Không có công việc nào kéo dài mãi mãi, gia tăng năng lực cạnh tranh của bản thân không thua kém thế hệ trẻ, tín chủ mới có thể sống sót qua cuộc khủng hoảng tuổi trung niên một cách an toàn. Tai ương thứ hai, những vấn đề lớn sẽ nảy sinh trong cơ thể và tâm trí. Bính Thìn phải đối mặt với chi phí sinh hoạt cao nên sẵn sàng đánh đổi tuổi thọ để kiếm tiền, đồng nghĩa với việc sức khỏe của tín chủ không ngừng giảm xuống. Ngoài ra vì áp lực ngày càng cao, đời sống tinh thần của tín chủ cũng gặp nhiều vấn đề. Bởi vậy, Bính Thìn có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm ngày càng nhiều, bởi vì áp lực cuộc sống đã lên đến tột cùng. Trên cần dưỡng già, dưới cần nuôi trẻ, giữa cần trả nợ, những áp lực này không hề nhỏ đi theo thời gian, nên tín chủ luôn phải biết cách tự cân bằng, điều hòa, vạch ra kế hoạch phù hợp nhất cho mình. Tai ương thứ ba, mang những món nợ. Điều đáng xấu hổ nhất với nhiều Bính Thìn là họ đã kiếm tiền một cách tuyệt vọng, nhưng đến cuối cùng lại không dư một đồng nào, như thể họ chưa bao giờ làm việc. Lý do tại sao điều này xảy ra, chúng ta sẽ hiểu bằng cách thực hiện một phép tính: con cái cần được đi học hoặc kết hôn và sinh con, nhà cửa phải sắm sửa, các hóa đơn cần phải thanh toán, giá cả tăng lên một cách lặng lẽ, công ty không tăng lương mà thậm chí ông chủ phải cắt giảm lương nhân viên, cha mẹ cần chu cấp để dưỡng già, vân vân. Tất cả gánh nặng tiền bạc đó đều đè lên vai của Bính Thìn. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tiêu cực, khủng hoảng tuổi trung niên vẫn có những mặt tích cực trong cuộc sống. Một nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều người trải qua cuộc khủng hoảng càng có khả năng đồng cảm với người khác, thậm chí họ còn cho rằng đây là thời kỳ đáng nhớ và cần phải xảy ra trong cuộc đời của họ. Vì vậy Bính Thìn đừng quá lo lắng hay chạy trốn khỏi khủng hoảng tâm lý tuổi trung niên, thay vào đó, tín chủ hãy đối mặt, tìm cách vượt qua và cân bằng lại cuộc sống của chính mình. Thật phúc phần cho tín chủ nào đang nghe tới đây, quý tín chủ tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 thân mến, Đức Phật dạy rằng, chỉ cần tu dưỡng ba điều này, cả đời nhất định hạnh phúc, nhiều ân đức, hãy cùng đọc câu chuyện sau đây. Có một tỷ phú sống trong căn biệt thự xa hoa, nhưng một ngày kia mắc bệnh hiểm nghèo, ông chợt nhận ra rằng tất cả những gì là danh vọng, tiền tài và vật chất thực ra đều hư vô như mây khói. Vì lo sợ sẽ không sống được bao lâu nữa, ông bèn tìm đến một vị danh y để xin lời khuyên. Sau khi bắt mạch, danh y nói với ông rằng bệnh của ông ngoại trừ cách này ra thì không thuốc nào có thể chữa khỏi,
Tôi sẽ kê cho ông 3 đơn thuốc, ông cứ theo đó mà làm, hết đơn thứ nhất thì chuyển sang đơn tiếp theo. Vị tỷ phú về nhà, trong lòng thấp thỏm hy vọng, ông lấy đơn thuốc đầu tiên ra và đọc, hãy đến một bãi biển và nằm đó khoảng 30 phút. Làm liên tục như vậy 21 ngày, mặc dù thấy khó hiểu, nhưng ông vẫn quyết định ra bờ biển. Ông lang thang một vòng, rồi ngả lưng nằm trên bãi cát. Bất chợt một cảm giác nhẹ nhàng và khoan khoái vô cùng bao trọn thân thể của ông. Vì trước đây công việc bận rộn nên ông không có cơ hội nghỉ ngơi, nay ông có thể tĩnh tâm lại để lắng nghe tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng biển rì rào hòa lẫn với tiếng kêu thanh thoát của đàn hải âu gọi bầy. Trái tim ông bỗng thổn thức, chưa bao giờ ông có được cảm giác như bây giờ. Ngày thứ 22, ông mở đơn thuốc thứ hai, trong đó viết hãy tìm 5 con cá hoặc tôm rồi thả chúng xuống biển. Liên tục như vậy trong 21 ngày, trong lòng ông đầy rẫy những băn khoăn, nhưng vẫn cặm cụi đi mua tôm cá rồi thả chúng ra biển, ngắm nhìn từng con vật bé nhỏ được trở về với biển khơi, trong lòng ông không nén nỗi xúc động. Ngày thứ 43, ông đọc đơn thuốc thứ 3, tìm một cành cây và viết những điều khiến ông cảm thấy không hài lòng lên bãi cát, nhưng khi ông vừa viết xong, thủy triều lại cuốn tất cả xuống biển, ông lại viết, sóng lại cuốn đi, lại viết, lại cuốn đi, rồi lại viết, và lại cuốn đi, ông bật khóc nức nở vì chợt hiểu ra tất cả. Khi về nhà ông cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tinh thần chưa bao giờ thoải mái và tự tại đến thế, thậm chí ông cũng không còn sợ cái chết nữa. Từ câu chuyện trên chúng ta có thể rút ra 3 bài học cuộc đời như sau. Thứ nhất, nghỉ ngơi. Thứ hai, cho đi. Thứ ba, buông xuống. Và sau đây là 15 bài học theo lời Phật dạy, giúp cuộc sống hạnh phúc hơn. 1. Yêu quý hết thảy muôn loài. Hận thù không thể hóa giải bởi hận thù, mà bằng tình yêu, đây là chân lý muôn đời. 2. Con không là những gì con nói, mà là những gì con làm. Một người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta biết nói hay, nhưng nếu anh ta có bình an, tình yêu thương và sự dũng cảm, thì anh ta mới thật sự được gọi là khôn ngoan. Một con chó tốt không phải bởi vì nó sủa giỏi, một người tốt không phải bởi vì anh ta nói hay. 3. Bí quyết để có sức khỏe tốt chính là an trú trong hiện tại. Bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể giác không phải là hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà là sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc. 4. Ai biết nhìn vào trong tự thân mình thì người đó tỉnh thức. Đạo không nằm trên bầu trời, đạo nằm trong tim. 5. Lời nói có sức mạnh, vừa có thể gây tổn thương, vừa có thể trị lành. Lời nói có sức mạnh vừa phá hủy, vừa hàn gắn. Khi lời nói vừa chân thành, vừa hòa ái, chúng có thể thay đổi cả thế giới. 6. Hãy cho đi và con sẽ còn mãi. Con chỉ mất khi con còn nắm giữ. 7. Không ai có thể đi giúp ta. Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình. 8. Niềm hạnh phúc không bao giờ cạn kiệt khi ta biết sẻ chia. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến, và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia. 9. Hòa nhã với tất cả. Hãy kiên trì nhường nhịn người trẻ, từ ái với người già, khuyến khích những ai đang cố gắng, khoan dung độ lượng với những kẻ làm sai và nhu nhược. Khi trong đời con sẽ lâm vào những cảnh ấy, từ bi với mọi chúng sinh, không phân biệt giàu nghèo. Mỗi chúng sinh có những nỗi khổ riêng, một số chịu khổ quá nhiều, số còn lại chịu khổ quá ít. Hãy chỉ dạy 3 sự thật này cho chúng sinh, là một trái tim nồng hậu, là lời nói hòa ái, là một cuộc đời phụng sự và từ bi, đấy là những thứ sẽ làm nhân loại đổi mới. 10. Đừng tin vào mọi thứ con được dạy phải tin, đừng dễ dàng tin vào bất cứ điều gì, bởi vì con đã nghe thấy, đừng dễ dàng tin vào bất cứ điều gì, bởi vì nó đã được nhiều người truyền miệng. Đừng dễ dàng tin vào điều gì, bởi vì nó được ghi chép trong những cuốn sách giáo điều. Đừng dễ dàng tin tưởng điều gì, vì chúng là lời của những bậc tiền bối và của thầy con. Đừng dễ dàng tin vào truyền thống, bởi vì nó đã được trao truyền trong rất nhiều thế hệ. Nhưng sau những gì quan sát và phân tích, khi con thấy chúng phù hợp với lý lẽ, đưa đến những điều tốt lành, đem lợi ích cho chúng sinh, thì hãy chấp nhận và sống vì nó. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe bài chia sẻ của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý anh chị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.